Vậy đây trở lại chương trình, hằng nay cô xin gửi đến quý vị với lớp trích đoạn trong vở tuồng Nàng Son. Học ơi, duyên chúng ta kể từ đấy đã hết, xin anh hãy cố quên em đi và vui dày duyên. Son ơi còn đâu gãy đôi nhịp cầu, gãy đôi nhịp cầu. Nàng Son có biết tan nát trái tim ta sầu như mà phải mang tiếng phụ nhau. Hồng ơi từ đây tình ta kết nhân đôi người đôi ngã, ngày rung ra kết của đám cứ hành hôn lấy là ngày chôn liệm đời Son dưới đáy mồ buồn đời. Hồng ơi em sẽ đi là chết cả đời người, kể từ đây cái tên Son không còn trên trần thế. Thôi đừng khổ nữa nghe anh, không mới anh hãy về đi, về đi thôi vì buổi biệt ly ta không thể nói bằng lời, chỉ biết nhìn nhau qua ai tâm trạng rơi rơi. Mình gặp nhau đây mà nghe lòng tan rồi. Kỷ niệm còn gặp nhau chi, còn buồn nhau chi, đừng khóc nghe anh nước mắt tuôn rơi con tim đau nhói. Trời ơi ai sắp bài chi đời người con gái vừa mới yêu ai cho đến năm nay, kỷ niệm tàn phai duyên nợ lỡ làng đầy khi khăn tài khi dệt trao chàng. Thôi thôi chàng rồi em xa chàng rồi chứ tôi lắm chàng ơi. Tha rằng không biết thì tôi biết rồi mọi đứa.
Hồng Lê xin cảm ơn rất nhiều. Và vâng, xin được cảm ơn giọng hát của nữ nghệ sĩ Hằng Ni.